Mày làm ăn kiểu gì vậy? Hả? Cái đường đường là một CEO đây nè, đây nè, của một công ty đi chơi lớn như thế này nè, để cho một công ty chống đi chơi nhỏ xíu, no play gì đó qua mặt. Hả? Dạ dạ sếp cho em xin lỗi ạ. Xin lỗi là xong hả? Chứ giờ sếp muốn em làm sao ạ? Đi qua nhà giúp thằng Thắng đi chơi cho tôi. Để em đi liền. Khoan, lấy những vũ khí mạnh nhất công ty ra chơi cho tôi. Từ đây sắp tới, tao với cha mày sẽ giám sát mày chặt hơn. Đúng. Nên đừng có nghĩ tới việc đi chơi, không có được đâu. Ai nói không được? Ủa anh trai, em đâu có bút dịch vụ đi chơi đâu. Tôi sẽ giúp anh vì danh tiếng của công ty chúng tôi. Giữa thôn già, lộn, ông chú, tôi đã phá hủy nó rồi. Dám tới nhà tao mà láo. Mẹ. Cha. Anh kia, nhanh lên, tí được giải thích sao. Nói đâu rồi? Không biết. Ông ở nhà, liên hệ với công ty chống đi chơi đi nha. Tôi đuổi theo. Alo, công ty chống đi chơi No Play à? Chúng tôi cần hỗ trợ. Anh trai, đi gì nhanh dữ hả? Mà cái đồng hồ đó là gì vậy? Đây là chiếc đồng hồ thời gian. Tôi có thể dừng và tua ngược thời gian bất kể thứ gì mà tôi muốn. Wow, tiếc cái là nó chỉ dùng tối đa được 2 mục tiêu thôi. Thôi đi về công ty và tính tiếp. Về đâu? Anh về công ty trước đi, ở đây để tôi lo. Ai cho mày đi? Đi nhanh. Trả bà nè. Mình không hề bị bất động khi nó sử dụng cái đồng hồ đó. Cái đồng hồ chỉ sử dụng được 2 mục tiêu à. Thế thì có cách rồi. Chuẩn bị đi. Khoan, 3 tiếng trước bà làm gì? Ăn cơm. Về ăn cơm nữa đi nha. Ủa bà đang đi bắt Thắng mà sao mà ăn cơm? Con muốn đâu, thằng Khứa đó kìa. Ông liên lạc với công ty chống đi chơi No Play chưa? Rồi, họ nói một tí họ tới. Chúng tôi tới đây. Xin chào anh chị. Xin chào, tôi là CEO công ty chống đi chơi No Play. Theo những thông tin chúng tôi đã thu thập được thì kẻ giúp thằng Thắng đi chơi đó chính là công ty đối thủ của chúng tôi, công ty đi chơi Go Play. Đây chính là CEO công ty Go Play. Còn đây chính là nhân viên cấp cao của công ty. Thế anh có kế hoạch gì không? Trước mắt á, thì chúng ta chưa biết bên công ty đối thủ đang có những vũ khí gì và đang có những kế hoạch gì, nên chỉ có một cách duy nhất. Cách gì? Đột nhập căn cứ. Ổn không đó? Đây là nhân viên giỏi nhất của công ty chúng tôi đó. Tôi đến nhà nước mé, anh không được vô. Theo như kế hoạch á, thì ngày mai chúng tôi sẽ hội. Thiệt mà, tôi dám nước mé, nhưng mà tôi chưa hỏi. Cái gì ông sầm vậy? Sếp có đặt nước mé không sếp? Có, tôi đặt đó, đem vô đi. Vô đi. Dạ, em ra nước mé. Dạ, em ra nước mé mà em về. Khoan, sao ạ? Không hút nào? Em quên, em gửi. Dạ, em về. Khoan, tôi biết hết rồi. Lên.
Sao? Đưa 20 ngàn cho tiền nước mía mày. Ủa anh trai, làm gì đổ mồ hôi nhiều như vậy? À, tải nực quá mà. Thôi, em ra nước mía xong rồi, em về nha. Nhiệm vụ hoàn tất. 2 hours later. Theo đúng như kế hoạch, thì ngày mai 8 giờ chúng tôi sẽ đưa anh tới cây mít và anh sẽ đi chơi thoải mái. The next day. Ra đi. Nhanh lên. Ủa dạ chứ. Ai đó? Vậy mà cũng hụt nữa. Ra không? Lại là mấy người à? Chỉ có 2 người thôi à? Nhào vô. Lên không? Vẫn non. Tưởng thế nào? CEO của GoPlay à? Dám đánh nhân viên tao gan ông nổi như này. Đầu hàng đi. Non. Thằng Khứa này mạnh lắm. Mình phải ra tay thôi. Cũng chỉ là một nhân viên của một công ty hoàng thôi mà. Gì? Dừng tay. Ủa sếp, mày là thằng nào? CL No Play. Thế hôm nay công ty mày phá sản luôn. Còn non lắm. Mọi chuyện kết thúc tại đây được rồi. À! Anh ơi, anh tham đi mốt em không dám đi chơi đâu anh ơi. A nè.